mày sẽ đột nhập vào trong ngôi nhà này xem có cái gì giá trị không nào. Yến, ai mở cửa vậy? Mình phải ra xem ai nào. Hình như không có ai ở nhà thì phải. Chẳng lẽ mẹ về? Trời ơi, không phải mẹ, mà là trộm. Mình sẽ lấy quả pin này về bán cũng được. Ê, này, tên kia, làm cái gì vậy? Cái gì đấy? Sao lại lấy quả pin đấy? Có gì đâu, mượn một lúc, chốc nữa sang trả. Vào ngủ đi. Vào trong nhà đi, cửa mở, có nhiều đồ lắm đấy. Hả? Thật không? Ồ, con này khôn thế, dấn trộm vào nhà ăn cắp cơ hả? Đi lối nào bây giờ? Đây, đi lối này, đi theo tôi nào, nhanh lên. Trong nhà, cực kỳ nhiều đồ có giá trị luôn, tha hồ mà chọn đấy. Để tôi mở cửa, đấy, vào nhà đi. Wow, nhà đẹp thế. Giờ thì đóng chặt cửa vào, xem người thoát kiểu gì bây giờ. Thế đã lấy được đồ đâu mà đóng cửa chặt thế? Tưởng ăn trộm nhà này mà đơn giản hả? Anh em chợ cá đâu, ra tiếp tên trộm đi nào. Anh em ơi, nhanh lên, bắt lấy hắn, tên trộm kia. Trời ơi, sao nhiều chó vậy? Nhà ngươi ăn trộm nhầm nhà rồi. Trời ơi, đừng đuổi theo nữa, rách hết cả quần áo rồi. Đúng là tên trộm này, ngu thật. Chọn đúng nhà anh em chợ cá để mà ăn trộm, chán luôn. Mẹ ơi, nhanh lên, đi chơi thôi nào. Sao ai lại lau xe của mình thế này? Chị gái ơi, sao lại lau xe của nhà em vậy? Chị lại cứ tưởng xe nhà chị. Thế đây hóa ra là xe của nhà em hả? Dù sao cũng lau xong rồi, trả tiền công lau đi nào. Nhầm gì mà kỳ lạ vậy? À mà thôi, đây, trả cho ít tiền, 20.000. Cái gì? 20.000? Đùa nhau hả? Ít nhất thì cũng phải 100.000 chứ. Thế định ăn cướp hay sao mà đòi tận 100.000 thế? Thế rút cuộc là không trả đúng không? Giờ thì không trả đồng nào nữa đấy. Ái chà, định ăn quỵt hả? Không xong đâu, tôi cứ ngồi ở đây này. Để xem cô sẽ đi kiểu gì bây giờ. Gặp phải cướp rồi, mẹ ơi, để con xử lý cho. Cáo già rồi con à, con định xử lý sao? Để xem cô ta còn dám ngồi ở đây nữa không. Nếu không trả tiền thì đừng hòng đi đâu cả, tôi cứ ngồi ở đây đấy. Thích cùn hả? Anh em chợ cá đâu, tập trung giải quyết vụ này đi. Lên nào anh em ơi, giải quyết cô ta đi nào. Tất cả anh em chợ cá đã tập trung đầy đủ để xem cô ta có thể ngồi đấy được bao lâu nữa. Trời ơi, sao đông thế này, mỗi đứa nó cắn một phát chắc mình nát xác luôn. Chạy thôi nào. Tư tưởng cổ báo cáo trôn thế nào, hóa ra chạy tụt quần mất cá dép. Ôi trời ơi, sao vậy mẹ, có chuyện gì thế? Cái nhà của mẹ có phải cái chợ đâu mà lúc nào cũng tập trung nhiều anh em thế này. Ngay bây giờ giải tán. Về thôi anh em ơi. Lần sau mà đứa nào còn vác xác đến nữa thì xác định lên nồi luôn nhá. Tất cả chúng nó đều là đàn em của con mà. Thì làm sao? Thỉnh thoảng chúng nó đến nhà mình tụ tập có làm sao đâu mẹ. Không, mẹ không thích. Vậy con cùng theo bọn nó luôn. Tạm biệt mẹ. Trứng vàng, đừng có đi mà, ở lại với mẹ đi nào. Mẹ thả con ra, cho con đi cùng đàn em đi nào. Không, phải ở nhà với mẹ, mai con gọi đàn em đến cũng được.